Cuộc sống thường ngày, tất cả mọi người luôn luôn tồn tại nhiều bài toán và phương pháp giải quyết, dù ít hay nhiều. Dĩ nhiên, mỗi bài toán đó đều có cách hóa giải. Nhưng đa số chúng ta chỉ đi theo duy nhất phương pháp tối ưu mà đã được áp dụng hoặc đã chứng minh trước. Nếu phương pháp này không thành công, ta sẽ trượt dài trong thất vọng và ngẫm nghĩ. Chẳng còn gì đúng cho mình. Tại sao chúng ta không nghĩ đến một cách giải quyết khác? Dù ít người tìm kiếm, dù không phải số nhiều đi theo. Tuổi trẻ cũng vậy, sẽ có những tháng ngày lông bông, có những ngày chán nản, uể oải, cực, mệt mỏi, chẳng muốn làm gì ai và cũng không muốn ai tác động đến mình. Một xu hướng giải quyết lúc này là đọc sách. Giới trẻ chúng ta hầu như chỉ tìm đến những bài viết làm tăng mức độ cảm hứng, làm tăng hứng khởi ngay tức thì mà sau đó lại quên bẵng nó đi, như thể năng biến mất đi nhanh chóng rồi lại quay lại cảm giác không khác ban đầu. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Bạn có thể tự trả lời được câu hỏi này không nhỉ? Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tâm tư con người thay đổi, chỉ là thay đổi theo cách như thế nào mà thôi. Nhạt nhòa hay đầy trải nghiệm, họ có góc nhìn riêng. Một kẻ ru rú trong góc khuất của bản thân, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Một người đi vào đời, như thể ở đâu cũng là điểm tựa, để mong hiểu nhiều việc, thì nơi nào cũng là chỗ cho họ học tập, tìm hiểu. Tuổi trẻ như chiếc gương phản chiếu có âm thanh, bạn chọn hát to vào đó thì sẽ vọng lại cả hình ảnh và âm thanh của chính mình. Bạn chọn trau chuốt và đánh bóng thì nó sẽ đánh bóng lại tương lai của bạn. Như thế, một tác phẩm viết bởi tác giả Rosie Nguyễn đã mang đến cho người đọc, chưa, đang và sẽ tìm hiểu về chính tương lai của mình một trải nghiệm thực tế bằng chính kinh nghiệm của bản thân khi có một thời thanh xuân cháy bỏng, nhiệt huyết nhưng cũng rất nhiều lo âu. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tuổi trẻ được xem là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người. Thế nhưng, có bao giờ khi tuổi xuân qua đi, bạn lại cảm thấy tiếc nuối vì những gì mà mình chưa làm được không? Với những lời tâm sự bình dị và gần gũi, cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Rosie Nguyễn sẽ giúp người đọc cảm nhận rõ nét nhất về tâm lý của những người trẻ trong xã hội ngày nay. Nếu thực sự bạn đang vướng vào những năm tháng khó khăn, bế tắc, chưa thấy đâu là niềm tin và động lực, có lẽ đây là cuốn sách xứng đáng để bạn nên có. Với chính những tích lũy, Rosie Nguyễn đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân vào từng trang, từng chương để hoàn thành cuốn sách này. Từ một sinh viên ngoại thương, đánh giá bản thân sai lầm khi xem học ở trường là tất cả của sự nghiệp học hành mà quên mất việc tự học, chủ động trau dồi kiến thức, tiết tiền mua sách. Cuối cùng, chị chọn bước chân trên hành trình khám phá thế giới của riêng mình khi là một người du lịch bụi và có thêm câu chuyện Ta Ba Lô trên đất Á. Tác giả Rosie Nguyễn đã chia cuốn sách này thành 5 phần. Mỗi phần là một câu chuyện định hướng bản thân thông qua những sự lựa chọn học, làm, đi, từ đó giúp lan tỏa thông điệp tự khám phá bản thân dành cho người trẻ theo hướng tích cực nhất. Thật ra, trên thị trường sách hiện nay có đầy rẫy những cuốn sách dạy làm người dành cho các độc giả trẻ. Tuy nhiên, hầu hết đều là những kiến thức chung chung và lý thuyết, rất khó để các bạn trẻ có thể thấm và thực hiện theo được. Tuy nhiên, đối với cuốn sách này thì đây lại là chính những dòng tự sự của tác giả về chính bản thân mình khi tuổi trẻ đã qua đi. Cô đã có dịp để nhìn nhận lại bản thân và từ đó đưa ra những lời khuyên chân tình nhất của mình dành cho các bạn trẻ, những cô cậu vừa mới 18 tuổi chập chững bước vào đời. Ở phần 1 cuốn sách sẽ là chủ đề Tôi đã học như thế nào? Trong phần này, tác giả sẽ tập trung đưa ra những phương pháp học tập tốt nhất dành cho các bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có thể kể đến như việc các bạn nên thường xuyên đọc sách. Sách chính là nguồn kiến thức vô tận mà các bạn có thể dễ dàng tiếp cận nhất. Phần 2 với chủ đề Học đi đôi với hành, tác giả đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện trong việc thôi thúc tiềm năng của bản thân để biết rõ bản thân đang đam mê và muốn theo đuổi điều gì. Đây là phần dành cho những bạn trẻ sắp ra trường và đang tìm cho mình một hướng đi đúng đắn cho mình. Phần 3 của cuốn sách tiếp tục là chủ đề Đi là một cách tự học.
học với những kiến thức lý thuyết khô khan là chưa đủ. Các bạn trẻ cũng nên tự làm mới bản thân bằng cách hãy đi du lịch bụi để trải nghiệm và học hỏi thêm những điều mới mẻ mà chỉ có cuộc sống mới đem lại được. Phần 4 với chủ đề Lấp lánh trước khi tỏa sáng sẽ là phần để các bạn trẻ sống và theo đuổi đam mê của mình để dần tạo nên sự trưởng thành cho bản thân. Cuốn sách này sẽ không phù hợp cho những bạn trẻ sống bất cần đời, sống hôm nay không cần quan tâm ngày mai ra sao, hoặc ngay cả những bạn đã có sẵn cho mình một định hướng và kế hoạch cụ thể trong tương lai. Bởi lẽ khi bạn đã có cho mình một định hướng rõ ràng trong tương lai, thì hãy theo đuổi và thực hiện mục tiêu đó đến cùng. Việc đọc cuốn sách này sẽ chỉ khiến bạn phân tâm và dễ lung lay với các dự định của mình mà thôi. Khi đã đạt được mục tiêu của cuộc đời mình thì chính bạn đã là tác giả của cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của bản thân mình rồi. Đối với mình thì đây là cuốn sách định hướng và truyền cảm hứng rất tốt, và đặc biệt là các bạn trẻ đang trong trạng thái vô định, còn đang mơ hồ về tương lai của bản thân. Có thể trong quá trình đọc sách sẽ có đôi chỗ bạn cảm thấy khá khó hiểu và gây tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là cuốn sách phù hợp dành cho người trẻ. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu còn là cẩm nang tạo một hành trình mới mẻ cho nhiều bạn đang làm việc tại chốn công sở, thường áp lực, mệt mỏi và đấu tranh kịch liệt. Bởi có những lúc thật sự thấy phải thay đổi môi trường mới, chuyển công việc gò bó thành đam mê, tạo ra bước ngoặt khác biệt cho chính mình. Sẽ có chỉ trích và khen ngợi, bàn luận trung gian khi một cuốn sách xuất bản. Dù chỉ trích hay ủng hộ, chúng ta cũng phải xem xét khách quan nhất trước khi đưa ra kết luận. Không một lý luận hay quan điểm nào phù hợp với tất cả mọi người trên thế giới và chắc chắn không có ngoại lệ. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu quả thực mang đến những thay đổi cho nhiều bạn trẻ và cả những người đã đi qua thời niên thiếu đó. Sau cùng, không đơn thuần là sách kỹ năng sống, còn hơn thế nữa là trải nghiệm rất chân thật, gồm cả lý thuyết và thực hành, mang lại nguồn động lực và nhiệt huyết lâu dài cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ, thế hệ tiến bộ đang cần thêm nhiều tinh thần, trí tuệ và thực tiễn để sẵn sàng nâng đôi chân đi về phía trước một cách dũng cảm. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tất nhiên nó sẽ không giúp bạn giải đáp thắc mắc rằng tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Giá trị của mỗi cá nhân hoàn toàn do bạn tự định đoạt, nhất là những người trẻ. Để giúp bản thân mình ngày càng có giá trị hơn, thì rõ ràng bạn cần trau dồi và rèn giũa mình từ khi còn trẻ. Để đến khi trưởng thành và lớn lên thì bạn mới trở thành một con người thật sự tỏa sáng và thành công.